Diễn viên Anh Tuấn từ thủ khoa thanh nhạc đến nam thần màn ảnh và hôn nhân viên mãn với vợ xinh đẹp. Diễn viên Phạm Anh Tuấn sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể, diễn cặp cùng nhiều người đẹp như Minh Hằng, Nhã Phương, Huyền Lizzy. Ít ai biết, anh từng là thành viên trong một nhóm nhạc khá có tiếng. Xuất phát điểm là thủ khoa thanh nhạc. Phạm Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc trong những bộ phim truyền hình đình đám của vũ trụ phim ảnh VTV, nhưng ít ai biết rằng xuất phát điểm của anh chàng là ca sĩ. Nam diễn viên gốc Hà Nội từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Đồng thời anh Tuấn cũng từng xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi nốt nhạc ngôi sao nhờ có chất giọng ấm áp động lòng người. Từ những thành tích đáng nể trong nghiệp cầm ca, anh Tuấn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Bén duyên với diễn xuất từ vai nam chính trong bộ phim ca nhạc Những Nụ Hôn Rực Rỡ, sánh đôi với Minh Hằng gây nhiều chú ý. Sở hữu diện mạo điển trai, giọng hát hay và lối diễn xuất ấn tượng, anh chàng từng là người trong mộng của biết bao thiếu nữ thế hệ 8X9X. Đặc biệt, những cảnh tình bể bình giữa anh Tuấn và Minh Hằng trong phim cũng khiến khán giả thích thú ghép đôi đời thực nhiệt tình. Hậu thành công năm ấy, Phạm Anh Tuấn liên tiếp tham gia các dự án khác, không ngừng phát triển bản thân và quyết định nam tiến. Khán giả bắt gặp anh chàng trong những vai diễn trẻ trung đáng yêu của các bộ phim tuổi teen như sitcom 5 giây online, Zippo Mù Tạc và Em, Khi Đàn Ông Là Số 0. Chuyển hướng vào nam lập nghiệp, Phạm Anh Tuấn phải trải qua nhiều khó khăn. Trong một lần chia sẻ với báo giới, anh tiết lộ mình từng bị các bầu show tẩy chay vì yêu cầu đặc biệt mỗi khi được book show. Đến khi gây được ấn tượng tốt, nam diễn viên lại quyết định quay trở lại Hà Nội. Đặc biệt, hai vai diễn phản diện nặng ký trong Cả Một Đời Ân Oán và Gạo Nếp Gạo Tẻ giúp anh Tuấn khẳng định được thực lực, đưa tên tuổi của mình đến gần hơn với công chúng. Anh Tuấn cũng chấp nhận làm xấu hình ảnh của mình để hoàn thành vai diễn. Tôi không sợ bị chê, mà chỉ sợ khán giả không thấy mình trong phim này khác với các phim trước. Việc mọi người chê khiến tôi cảm thấy họ đã nhìn ra điều đó, nam diễn viên nói. Sau hai vai diễn phản diện, anh Tuấn tiếp tục gây được sự quan tâm khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Nối Sóng Khung Giờ Vàng của VTV mang tên Phố Trong Làng. Hơn 10 năm theo nghề, anh chàng sở hữu nhiều vai diễn từ phụ đến chính. Thế nhưng dự án lần này được xem là một thử thách lớn với nam diễn viên trẻ. Vào vai công an ở Phố Trong Làng, anh Tuấn phải thoát khỏi hình ảnh thiếu trưởng thành trong những bộ phim trước. Nam diễn viên 33 tuổi cũng thay đổi hoàn toàn tư duy, từ cách diễn cho đến lời thoại để có thể phù hợp nhất với nhân vật nam chính quy. Với một hình ảnh mới mẻ của Phạm Anh Tuấn phim Phố Trong Làng, nam diễn viên từng chia sẻ với Tiền Phong: "Trước giờ tôi luôn được giao những vai diễn phản diện, nghịch ngợm, công tử soái ca, thế nên khi lần đầu tiên nhận vai công an, tôi phải thay đổi gần như toàn bộ. Trước khi khởi quay, đoàn phim có những buổi họp để trao đổi về các nhân vật. Chúng tôi ấn định hình tượng mà vai diễn đó cần có, sau đó tôi còn phải nghiên cứu từ kịch bản đến đời thực rất nhiều rồi mới bắt đầu chính thức quay. Vai trưởng công an xã Nam giống như đại diện cho cả một ngành, vì vậy tôi có những áp lực rất lớn." Cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ xinh đẹp. Tháng 4 năm 2022, anh Tuấn kết hôn với Lâm Diễm Quỳnh. Đến tháng 9 năm 2022, đôi vợ chồng trẻ chào đón con đầu lòng ra đời. Mới đây, vợ chồng nam chính Phố Trong Làng đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son và có buổi trải lòng về cuộc hôn nhân. Cơ duyên quen biết của cả hai cũng rất tình cờ. Diễm Quỳnh là một chuyên viên trang điểm có dịp gặp anh Tuấn ở một event sau khi được chồng đặt make up. Lần gặp đầu, cả hai chưa có ấn tượng quá nhiều về đối phương. Anh Tuấn ngỏ lời mời vợ đi xem phim chung, nhưng sau lần ấy lại bớt thích đi một chút vì lý do thấy Diễm Quỳnh khá trẻ con. Dù vậy, anh vẫn có những ấn tượng tốt khi vợ giản dị, không trưng diện nhiều. Sau ngày đầu tiên hẹn hò, cặp đôi tiếp tục đi chơi chung thêm một vài lần. Một ngày nọ, anh Tuấn có buổi quay gần nhà vợ thuê trọ. Ban đầu anh chỉ có ý định xin chỗ nghỉ ngơi, nhưng không ngờ đây là dịp để cả hai có những giây phút thăng hoa hơn trong tình cảm. Từ sau sự kiện này, Diễm Quỳnh bắt đầu ở song song hai nơi, mỗi tuần đến nhà anh Tuấn 3-4 lần. Cặp đôi cũng công khai điều đó với gia đình hai bên. Sau một năm, anh Tuấn Diễm Quỳnh làm đám cưới, chia sẻ thông tin rộng rãi với công chúng. Quyết định này đến khá đột ngột, bởi khi đó Diễm Quỳnh đã giận dỗi đến mức dọn đồ, có ý định chia tay sau cuộc cãi vã. Chỉ có điều họ không ngờ rằng đây lại là dịp làm lành, thậm chí nhờ lần này mà cặp đôi đã có bé xoài. Còn tính với bố mẹ con là Tết này sẽ lên để hai gia đình gặp mặt nói chuyện với nhau, thì đùng cái biết tin là có em bé. Ngày gia đình gặp nhau lại thành ngày giảm ngõ luôn, mọi thứ rất nhanh, đốt rất nhiều giai đoạn, anh Tuấn hài hước chia sẻ. Cuộc sống sau khi kết hôn của nam diễn viên còn có một thay đổi lớn. Từ khi em cưới vợ, em quyết định là không đi phim nữa luôn, dành tất cả thời gian để ở nhà chăm vợ, và đến khi có em bé thì chăm em bé. Lúc đấy con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, rõ ràng khi mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống cũng rất khó khăn, việc kinh doanh của con cũng thua lỗ. Khi mình không đi phim thì nguồn kinh tế cũng không có, mình không đi phim thì quảng cáo cũng sẽ ít đi. Lúc đấy cũng rất áp lực, nhưng may mắn là vợ con bầu lại có rất nhiều quảng cáo. Trộm vía được cái, vợ lại trở thành thu nhập chính cho gia đình, nổi tiếng hơn trong cái rủi có cái may.
Trong quá trình sống cùng nhau, vợ chồng anh Tuấn cũng bộc lộ những tật xấu. Theo Diễm Quỳnh, anh Tuấn có thói quen sống bừa bộn lôi thôi. Dù là diễn viên nhưng ông xã cô khá khô khan, không thường có những hành động lãng mạn dành cho vợ. Trong khi vợ bận chăm con thì cũng có những lúc anh Tuấn quá chén, về nhà trễ để vợ một mình vất vả. Ngược lại theo anh Tuấn, Diễm Quỳnh cũng là người hay ghen và anh muốn vợ thay đổi điều đó. Trước đó anh Tuấn đã khiến công chúng bất ngờ khi cầu hôn bà xã kém 11 tuổi. Với sự chứng kiến của bạn bè thân thiết, anh quỳ gối trao nhẫn cho vợ và dành lời ngọt ngào. Tuy có cách biệt lớn về tuổi tác, thế nhưng với anh Tuấn, đây không phải là vấn đề lớn của vợ chồng anh. Cô ấy luôn ở bên cạnh động viên những lúc tôi gặp khó khăn trong công việc, Quỳnh chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Cô ấy kém tôi 11 tuổi nhưng chín chắn trưởng thành, vì vậy mối quan hệ của chúng tôi gắn kết.